thanh niên Nano. Sure. Hôm nay thay lông sắp xong rồi. À, thôi Nano ra đằng này. Đó, mọi người thấy Nano đẹp da không? Rồi, mấy con không ổn. Cho nó đòi ra đấy. Ừ, cho nó đòi ra như một mình Nano ra. Thôi được rồi, yên nào. Xích ra giữa. Ra giữa. Đấy. Mày đi lại bên ngoài đi. Để cho mọi người ngắm Nano. Đi lại đi, thật chậm thôi. Đó. Nano là con của Bruno và Messi. Nhanh, phi nhanh quá. Đi vào trong đi. À, cầm quả bóng ra. Cầm cho quả bóng. Hôm nay quay cho mọi người ngắm Nano tí. Đợt này quá ở đây ném vào trong chuồng cho chúng nó chơi được ở đâu. Đợt này là đổi chỗ Nano với lại Luffy. Cho hai cậu cháu đổi chỗ với nhau. Để đổi được. Đẹp dài. Đang tìm đấy. Đang tìm quả bóng đấy. Đó, Nano thì có cái body rất là dày. Ok. Thôi được rồi, kệ chơi thôi. Tìm quả bóng nhặt lại đằng này. À, thôi để đấy cũng được. Ôi két ơi. Két không ổn. Con em mà nó láu nháo quá nhỉ. Nó lại dám dọa nạt Nano. Thôi Nano ra đây. Nào. Ra đây, Nano. Vòng đây. Quay mặt lại đằng này. Thế bị ngược nắng. Ừ.
Ok. Đẹp dài. Nhìn. Ngồi lên. Ngồi dậy chứ ai nằm ẻ thế đi. Ừ, nằm thế thì còn được. Chờ anh tí. Chờ. Đây này. Rồi. Đây, mọi người ngắm ngắm gần con Nano quá. Mấy con nhóc con nó đang đuổi ra. Thôi yên, yên. À, toàn cầm quả bóng đi lại ở đằng trước đây mà tí xem nào. Đi lại thôi. Đứng lên. Mồ hôi nhỏ mắt. Để cho mọi người ngắm cái mặt của Nano. Xích lên một tí. Nano, sợ. Tụt lại đấy đài á, anh giữ giữ cổ rồi làm sao mà phi được khỏi tay anh. Rồi, đẹp dài chưa? Quá đẹp dài luôn. Đẹp dài chưa? Mắt anh đang cay xè vì mồ hôi đây. Rồi, ném thưởng ở đằng đấy. Rồi, ta lấy đi. Ok, cầm quả bóng vào đây. Nhanh. Ra cầm vào đây. Ra cầm vào đây, anh ném cho chơi. Nano tìm về đây. Tìm quả bóng vào đây. Ra nhặt quả bóng vào đây. Không thèm nhặt luôn. Ơi. Nano lại đây. Không ra đấy trêu nó làm gì cả. Ra đấy để nó thèm. Nó chưa được ra, mình được ra trước. Để nó thèm nó kêu à. Coi như là từ hôm đổi chỗ của Nano với Loki là chủ bị ốm phát vậy. Đúng kéo dài đúng một tuần luôn. Đến hôm nay là coi như là đến hôm nay là tròn một tuần. Hôm nay là tròn một tuần, hôm nay mới đỡ ốm, đỡ sốt, vẫn còn đang sốt nhẹ, sốt virus. Kéo dài cho tròn một tuần luôn. Là chuyển Nano lên là sau đấy là ốm luôn. Hôm nay mới quay được video, hôm nay mới thò đầu mặt ra để quay cái đoạn video để cho mọi người ngắm con Nano. Vì mấy người biết là đổi chỗ con Nano và con Loki thì cứ hỏi là quay video để mọi người ngắm với. Nano là cũng rất nhiều người là yêu quý Nano. Nhìn có tí nét nào của cậu Marvin không? Nhìn như này là thấy có nét của Marvin với lại Loki này. Nhìn thế nhưng mà nó có họa với nhau, nó vẫn có cái độ giống nhau. Nó có một cái nét của Marvin với lại Loki. Và có cả pha nét Bruno. Nano là con của Bruno và Melcy. Nói là cái khuôn mặt của Nano là mình thực sự là rất là ưng luôn. Cái cơ thể cũng rất là ưng. Chỉ có một cái điểm chưa được ưng là cái sắc tố ở bên trong khoang miệng. Là sắc tố ở trong khoang miệng nó chưa xuất sắc. Đạt yêu cầu nhưng mà chưa xuất sắc. Còn lại là các thứ khác phải nói là hài lòng. Phải nói là như thế. Từ cái thể trạng cho đến cái tính cách là đều rất là hài lòng. Đây Nano là đang thay lông chưa xong. Đây, lông đang rụng rồi. Mớ này. Nhưng mà nhìn người nó đã ok rồi.
Nano quọ vào đâu là xứt một miếng ở người ra này nhá. Đóng vảy này. Quá đẹp dài luôn. Đấy. Ok. À, mọi người thấy Nano thế nào? Có đẹp dai không? Cho xin nhận xét ở trong phần bình luận nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Ok, Nano xin chào mọi người. Ok, ok. Ok, thấy chủ liếm gọi. Được rồi. Mới sáo tí để cho tập trung để quay cái mặt đẹp dai tí mà. Ok, thôi nằm đấy chơi đi. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.